Hay, mọi người ơi, nếu như mà anh em không lầm thì trong tập trước mình đã biến thành Kaito Kiếp đúng không? Và hôm nay mình cũng đã trong trang phục của Kaito Kiếp, nhưng mà mình đã biến thành cái quái gì thế này? Trời là trời, nhìn nè, mình cũng có áo choàng đằng sau lưng. Đây anh em nhìn nè, mình cũng có một cái áo choàng đằng sau lưng đó. Và mình cũng mặc một cái bộ đồ, nhưng mà nó khác ở chỗ là mình mặc cái bộ đồ màu đen. Và tóc của mình nó thành màu hồng hay là màu tím gì đó mình không biết nữa, nhìn nó gay vãi chưởng, nhìn nó bê đê vãi thở là trời, bực bội hết sức à. Thiệt luôn á, tự nhiên không lại có cái skin, có cái đầu màu hồng cái này, mình thì mình lại ghét mấy cái màu nổi nổi, mà chỉ thích mấy cái màu chìm chìm như là màu đen thôi. Tự nhiên biến thành, ủa mà nhân vật này là nhân vật nào ta, mình không biết nữa. Đây là ai vậy ta? Để mình nghĩ coi. Nếu như mà cái đầu màu hồng như thế này mà còn có bộ đồ này nữa thì chỉ có là, à mình nhớ rồi, đây chính là nhân vật Natsu ở trong Fairy Tail anh em ơi. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Trời ơi, mặc dù là mình không có coi nhưng mà mình vẫn biết được, bởi vì mình coi cái hình, mình thấy cái hình nó giống. Trời ơi. À vậy là mình đã hóa thành Natsu rồi. Ủa nhưng mà hay, từ mình xem coi trong người mình coi coi nó có một cái món vũ khí gì không nha, để mình xem nha. À đây, ủa cái gì đây? Này một cái cục đá mà. Còn cái này là gì đây? Quả cầu lửa vậy nè. Quả cầu dung nham hắc long. Ồ, nghe nghe có vẻ đỉnh nha, để mình xem coi. À còn cái này, này là ôi. Ui, cháy lửa nè anh em. À, cái này là để mình chọi cục lửa nè. Wow, ghê 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 ghê. Chọi nè, chọi nè, chọi nè, chọi 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 chọi. Ui, ghê ghê. Ủa mình không biết mình có bị cháy do cái lửa nó tạo ra không ta? Để mình thử nha. Chọi nè, chọi 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 chọi. À, mình không sao anh em ơi. Vậy là cái lửa này nó vô hại đối với mình, còn chọi vô người bình thường không biết người ta có bị cháy không ta? Ôi, vậy là Natsu là chuyên gia là có thể tạo ra lửa đúng không ta? Đây nè, chọi nè, lửa nè. Trời ghê. À. Ủa nhưng mà hình như cái lửa này nó không có làm cho bị cháy nhà anh em ơi, hình như là nó không có gây hại đến những người vô tội hay sao á. À đúng rồi, cái này là lửa do phép thuật tạo ra mà. Đó. À. Đó, à, này thấy không? Còn cái cục này là cục gì đây? Trời, dung nham. No, có cái gì không? Có cái gì lắp lại. Trời, có cái gì lắp lại không? Trời ơi, chết tôi rồi. Ui, có cái hộp quà nè. Ui, mình lấy cái hộp quà. No. Lắp lại. Trời ơi. Ôi. Xém nó là cháy nhà luôn rồi. Trời ơi là trời may vậy. Thôi bây giờ, ủa cái này là, ô cái này là quả cầu tuyết. Trời ơi, tính ra là mình đập cái hộp quà mà được mấy cái quả cầu tuyết luôn. Thôi nói chung á là bây giờ mình đã biết hành Natsu rồi, thôi kệ đi. Mặc dù là mình biết hành Natsu nhưng mà nói chung là mình cũng đâu có bị tốn ký gạo nào đâu, mình vẫn phải đi học mỗi ngày thôi. Trời ơi là trời chán vậy. Thôi giờ mình phải đi qua trường học cái đã. Ông nghĩ sao mà ông nói được vậy? Và con người của ông hả, kỳ cục lắm á biết không? Trời, ông dám nghĩ tới tổ quốc của tôi hả? Ông nghĩ sao mà ông dám nói hả, ẩm thực của tôi hả không tốt ẩm thực nước ông? Ông nghĩ sao vậy? Ẩm thực của ông là cái đồ vừa ăn vô nó đau dạ dày, người gì đâu hả nhìn ra từ trên xuống dưới thấy xăm lét là thấy cả bầu trời tối đen rồi. Ngủ là màu xám nha, chứ không phải màu đen nha. Mà ngủ nói cho nỉ biết nè, là cái ẩm thực của nước ngủ á, là có ẩm thực truyền thống lên đến tận mấy nghìn, trăm nghìn năm nay rồi. Mà nó ăn đứt tất cả các quốc gia khác trên thế giới luôn. Nỉ đừng có mà chúc hàm. Ngộ lị là gì? Ai mà biết ngộ lị là gì? Ở đây á hả, ở trên đất nước của quan là của quan, và phải tuân theo là quy luật của quan. Tại sao lại gọi là ngộ với lị là gì? Ai biết? Cái món ăn của ngộ là best y the best rồi. Ngộ không bao giờ chấp nhận ai chỉ bán ngộ đâu, cái thứ con gái tầm thường ấy. Ủa ai phải bán? Tại sao không phải bán người ta chứ? Còn ông chơi nước tôi. Nói chung là bây giờ có chuyện gì từ nãy giờ hai người đứng cãi nhau, tôi ngồi đứng tôi nghe hoài, tôi không biết là có chuyện gì xảy ra. Bây giờ có chuyện gì nói tôi biết là chuyện gì? Ngộ bị xúc phạm. Ê, ông chắc theo thằng đệ tử ông đâu mới về bên Trung Quốc về đúng không? Trời ơi, thứ gì thằng này không phải đệ tử của Ngộ. Đệ tử của Ngộ là mi, tôi nè, tôi là Phong Cận nè, bà không nhớ hả? Tôi uống cái lọ thuốc của anh hai bà đó, ông mới tinh dịch cái giờ mỗi buổi sáng tôi biến thành một cái nhân vật khác, bà không nhớ à? Ủa, tôi là Phong Cận nè. Có, trời ơi, tôi là Phong Cận nè. Tên là Phong Cận nè, nhưng trời, mà trời ơi, đúng rồi. Phải không? Hay là thằng đệ tử trà trộn qua ăn hiếp ta đúng không? Trời tào lao, cái ông này là ông nào tôi còn không biết nữa mà nhìn lạ vãi chưởng nè. Ông là ai vậy? Tôi biết là đầu bếp nổi tiếng của Trung Quốc nè. Trời, đánh hoài, đánh ngủ hoài vậy? Đây, để ngộ nói cho lị nghe. Cái gì mà bà liệu luôn hả? Có cái chuyện gì? Ủa, ông Trung Quốc, ông nói rõ cái bà này, bà nói tôi không hiểu gì hết à. Ngộ là đầu bếp nổi tiếng của Trung Hoa Dân Quốc Đại Lục nè. Ngộ hôm nay ngộ đi qua đây tham quan người bạn, mà việc ngộ đi qua đây thấy con bé này nó nấu ăn. Ngộ chó cái muối ngộ vô, trời ơi, mũi hít một cái, trời ơi, hai cái lỗ muối ngộ, trời ơi, nó tắt lên tận não luôn. Không chấp nhận được cái nền ẩm thực xúc phạm.
Cái gì? À, ok mọi người, mình hiểu rồi. Thì ra là hai người này đang cãi nhau á, là do cái ông người Trung Quốc này, ổng thấy bà Timmy đang nấu ăn, ổng hửi cái, xong đó ổng kêu là đồ ăn của Timmy là dở quá, cho nên là ổng không có thích ăn, và ổng kêu là đồ ăn của Việt Nam là đồ ăn dở rồi tùm lum la. Ê trời, quýnh nhau tùm lum vậy, trời là trời, bà con gái bà cũng nhà, nhưng mà bà quýnh ổng nữa. Ê, nói chung á là bây giờ ông đánh tôi chi? Bây giờ thôi vậy nè, bây giờ nói chung là nếu mà hai người muốn á thì ok. Bây giờ nếu mà hai người muốn so tài không? Bây giờ hai người muốn so tài nấu ăn không? Tôi sẽ tổ chức một cuộc thi nấu ăn. Đó, người nào nấu ăn giỏi hơn, nó ăn ngon hơn thì người đó sẽ chiến thắng. Trời luôn. Ngủ là ngủ, không có muốn tham gia với đứa con gái tầm thường rồi, nhưng mà để cho nó dạy bảo cho con bé này mở mang tầm mắt thì ngủ sẽ chơi luôn. Để xem ai sợ ai, thi thì thôi. Chơi luôn. Ok, chơi được luôn. Rồi, bây giờ mình sẽ mở ra cuộc thi nấu ăn cho hai người này nha anh em. Ok, bắt đầu thôi nào. Ai trời ơi, coi bộ là xịn sò nha, chuẩn bị cả một cái bàn luôn. Cái gì đây, đứng làm dáng vậy? Trời, giờ hai ông bà này cũng rảnh quá. Đây là cuộc thi nấu ăn chứ không phải là cuộc thi làm người mẫu, đứng đó mà tạo dáng. Ok, Timmy đó, trời, đi leo xuống cái bàn để nấu ăn. Cái bàn để nấu ăn mà không nghĩ sao leo lên vậy trời, không hiểu luôn á. Rồi, bây giờ ông phe tôi đúng không? Đúng rồi, tôi sẽ giúp bà. Trời ơi, bà yên tâm đi, hôm nay á là tôi biến thành Nasu á, là tôi có cái sức mạnh lửa nên tôi đốt cháy được. Ghê không? Vậy là ông có thể để ra lửa để nấu bếp cho tôi. Đúng rồi, nhưng mà cái lửa của tôi nó mạnh lắm cho nên là nó nấu rất là nhanh. Nhưng mà thôi, giờ chúng ta nấu ăn mà, cho nên là chúng ta nấu bằng cái gì ta? Bằng những cái dụng cụ có sẵn nè. Bây giờ tôi sẽ tạo cho bà một cái bếp nha. Ủa, mà bà tính nấu gì vậy? À, hôm nay tôi sẽ nấu một món súp của người dân truyền thống người ta ăn, giống như kiểu là mấy bác nông dân thường hay ra đồng ăn á, sau khi đi làm về mệt lại ăn rất là ngon. À, ăn súp hả? Ok, được. Đúng ok rồi. Bây giờ tôi sẽ tạo cho bà một cái bếp nha. Bây giờ chúng ta chỉ cần đào một cái hố đây nè. Trời ơi, cái nồi súp nhìn ngon ghê không anh em. Trời ơi, bà Timmy bà nấu đồ ăn, tôi coi bộ bà nấu cái đồ ăn ngon ghê luôn nha. Ở đây đi xuống cho tôi quay cho mọi người xem coi. Trời ơi. Đó. Đây nè, coi nè anh em, coi nè, trong đây nè có hành lá nè, trứng gà nè, có cà rốt, khoai tây, bí ngô, tùm lum tùm la luôn. Trời ơi, những cái nồi súp nhìn nó thơm, nó ngon gì đâu á. Ủa rồi bây giờ bà có cái gì bà đậy lại không, chứ chẳng lẽ giờ bà để vậy làm sao nó nhanh chín được cái nồi bự vậy mà. Có gì đậy lại không? À đây tôi có năm nồi. Đây từ từ tôi đậy cho. Đó, trời ơi, đậy lại thấy không? Đó, bây giờ mình để đây. Ok, cảm ơn Phong nha. Trời ơi, tôi trời ơi. Trời ơi, vớt cái miếng thịt trên đất này thì lụm lên cho vào nồi mới ăn được. Cho ông này, ông nấu ăn dơ không? Rồi. Ê, hồi ổng mang qua cho mình ăn, mình mang qua cho ổng ăn, vậy là mặt vệ sinh lắm luôn á. Không, tính ra tí nữa tôi mời giám khảo vào đây ăn á. Trời, tính là kệ ổng đi, nói chung kệ ổng đi, ổng nấu đồ ăn dơ người ta đau bụng thì ổng bị trừ điểm, kệ ổng đi. Bây giờ mình để đây mình nấu đi, còn tôi với bà giờ mình đi vòng vòng đi, mình hóng mát đi, tí nữa mình quay lại cho nó nấu đi nha. Ok. Rồi đi thôi, đi hóng mát xíu đi. Về ê tích xong rồi. Ủa, thì mấy đứa nó đi rồi, mình thử ngủ thử qua, ngủ coi cái nồi nó nấu cái gì coi. Nghe mùi thơm phức ta. Ủa, không phải là cái ẩm thực của cái Việt Nam này nó này ngon nó vậy ta? Thì từ ngủ từ cậy cái nắp chung mình ra coi. Nghe ôi trời, khó cậy quá vậy, vì mà nó nấu chắc quá vậy, để ngủ cậy nó ra coi mày nè. Trời ơi, nó nấu cái gì mà trứng công vợ. Ủa, cái món này nếm thử coi. Ôi ngon quá trời đất vậy. Không được. Mình là Trung Hoa dân quốc, mình phải không thể nào thua được mấy đứa con đất này được. Nhưng trời làm sao ta, giờ mà chơi xấu quá chúng nó phát hiện mất. Ý ngộ biết cách rồi. Bây giờ ngộ sẽ cho cái thứ này muối, cho thật nhiều muối và hồ tiêu vô đây, rồi nó sẽ mặn chát luôn. Trời, ăn sao mà nút nổi. Trời, xong nó sẽ thua ngộ thôi. Bỏ vô một ngũ muối này, bỏ vô rắc muối nè. Rắc này, cho một cái giày vào luôn này, nó nhúng chân vào này, đậy lại. Trời ơi, xong rồi. Bây giờ chúng mày thôi chắc rồi, thôi vậy đổ tiếp. Tăng. Hai trời, giờ tí mới từ nãy giờ mình giờ đi á, nghĩ là chắc chín rồi đó. Đúng rồi, đúng rồi. Trời, cái này nấu súp là phải nấu đúng 10 phút thì nó mới ngon, hiểu không? Rồi đó, bây giờ ông có nghe cái mùi gì không? Mùi gì hả? Ủa kỳ kỳ ta, tôi nhớ là lúc mà mình đi á là cái mùi nó còn thơm lắm mà sao tự nhiên giờ nó hôi quá vậy? Nó hôi y như là cái mùi cái đôi giày hay gì á. Từ từ tôi mở cái nắp nồi được coi. Đây tôi mở ra cho. Ôi trời ơi. Ủa cái gì vậy? Tại sao cái nồi súp của mình nó biến thành màu đen luôn anh em ơi? Trời ơi trời. Ủa, cái gì? Ủa sao cái ông người Trung Quốc ông lại cười vậy? Hả? Sao? Ông số này ê tự nhiên mình vừa về đúng không? Theo cái suy luận của tôi nha, theo cái suy luận mà thám tử của tôi á, thì mình vừa mới đi chưa tới 5 phút đúng không? Tự nhiên mình quay về cái nồi nó biến thành màu đen vậy.
mà tôi nghe mùi nó thúi nữa. Ông có nghe ra mùi gì nữa không? Đúng rồi, tại nếu mà chúng ta bị khét á thì chắc chắn nó cũng không có đến nỗi mà thúi vậy đâu. Trời ơi, thúi như là mùi cái mùi hôi chân á. Trời ơi, thúi quá nè. Trời ơi bà tả thấy ghê quá. Bây giờ sao tôi... dám cho giám khảo ăn. Đúng rồi, mấy cái này nó đang thui hồi lùi luôn nè. Nhìn nó đang thui hồi lùi luôn nè. Chắc ổng chơi xấu mình quá. Phong ơi, giờ sao, giờ thua rồi. Không sao cả. Bây giờ trời ơi, tôi cá chắc là ông Trung Quốc này nè, ổng chơi ăn gian, ổng làm cái gì cái nồi súp của mình nè, cho nên nồi súp của mình nó mới bị hư vậy nè. Thôi bây giờ không sao đâu, giờ mình nấu lại. Có gì đâu, giờ mình nấu nồi khác. Chị. Hả sao? Nấu lại sao mà kịp? Trời ơi, giờ nè tôi cũng còn nồi không nè. Nguyên liệu thì cũng còn nè. Nhưng mà bây giờ nấu không kịp đâu, còn có 5 phút nữa là hết giờ rồi. 5 phút ôi, hả? Đúng rồi ha. Nếu mà nấu một cái nồi súp á là cần thời gian, là cần đến 15 phút mới nấu được cái nồi súp, mà giờ còn có 5 phút à. Giờ làm sao ta? Làm sao đây? Trời ơi, có cách nào vậy? Ôi, mọi người ơi, nấu ăn thì cần lửa đúng không? Mà nấu chín thì lửa cực kỳ mạnh thì sẽ chín nhanh hơn thôi. Ok, đúng rồi. Thì bây giờ tôi nhớ rồi. Tôi là Natsu mà, cho nên tôi có thể tạo ra lửa nè. Gì? Bây giờ tôi sẽ sử dụng cái lửa này của tôi và tôi sẽ nấu chín cái nồi thức ăn này trong vòng 5 phút thôi là sẽ chín luôn. Đó, được không? Được. Vậy bây giờ tôi xắt đồ ăn vô nha, sao ông nấu lửa cho tôi nha. Ok, rồi bây giờ bà bảo đồ ăn okay. Đồ ăn vô đó đi, xong rồi tôi đóng nắp nồi lại. Dạ. Đó, còn hết là còn một ít đồ ăn luôn á, ghê không? Ok, vậy mình đóng cái nồi lại nè. Bây giờ tôi sẽ sử dụng lửa của tôi. Tôi chọi vào trong cái nồi này là chắc chắn nó sẽ chín cực kỳ nhanh luôn. Chọi vào nè. Chín đi. Bây giờ cái tên chọi Trung Quốc xấu xa. Cái tên Trung Quốc hãy nhớ mặt ta nha. Bây giờ ta sẽ nấu cái nồi súp khác. Tên Trung Quốc này chơi ăn gian quá đi. Chọi nè. Chọi nè. Ôi trời ơi, từ nãy giờ mình chọi lửa chắc cũng được 5 phút rồi ha. Bây giờ mình sẽ lại mình thơm, xem coi. Thơm quá không? Con mở nắp nồi ra cho tôi coi thử đi. Ok, để tôi xem. Trời ơi, hy vọng nó sẽ chín. Ôi, chín rồi nè. Thơm lại rồi. Ông bưng cái nồi đi dục giùm tôi đi. Trời ơi, tôi ngứa mặt cái nồi đâu quá mà thối rùm mà. Cái nồi này nó đen thui hồi lùi luôn anh em. Còn cái nồi súp người ta nhìn nè. Đó, thơm không? Rồi nó màu vàng, nó màu cam, thấy không? Nhìn ngon vãi. Còn cái nồi này đen thui hồi lùi luôn. Hả? Sao? Nghe, mình giữ cái nồi này về cho anh Dịch ăn. Đúng rồi, mình giữ cái nồi tí nữa mình đem về cho ông Mít Dịch ăn đi. Được. Ok, rồi tôi đem nồi tôi cất vào đây nha. Tí chúng ta sẽ đem cái nồi này về cho ông Mít Dịch ăn. Ok. Bây giờ ông đẩy nắp lại đi, chuẩn bị okay. mình thi đấu với ông nè. Ok, chuẩn bị hết thời gian cái mình sẽ đem cái dĩa súp ra cho giám khảo ăn. Ok, đứng đây đợi. Đúng rồi. Đã hết giờ thi đấu. Mọi người không tiếp tục nấu ăn nữa, mang đồ ăn ra đây để tôi chấm điểm. Dạ, trời, tới giờ. Dạ, em chào giám khảo, đây là món ăn của em. Thôi, lộn, em lộn. Dạ, món ăn của bên em. Đây món này hả, tưởng cái thùng này gì mà đang đi nước lèo vậy, ok rồi. Ăn nguyên cái thùng yêu kìa. Dạ, cái đó là lỗi kỹ thuật hả? Trời ơi, ngộ kỳ này ngộ thắng chắc giờ không phải chấm đâu. Nè giám khảo, nè. Cuộc thi này đã có phân định thắng thua ngay từ đầu rồi. Cái món của cái ông người Tàu kia làm á thì rất là chi tiết đẹp. Nhưng mà ông ấy quá chăm chú vào những cái gọi là trang trí thẩm mỹ. Ông không chăm chú vào chất lượng món ăn gì hết á. Đâu mà nhìn đẹp mà ăn cái dở ép à. Còn á, mà ăn còn sạn sạn nữa thì ông ấy có làm rớt thiệt đất không vậy? Còn cả món ăn của Timmy á thì rất là ngon, dân dã, nấu toàn những nguyên liệu đơn giản như cái mùi vị thì trời ơi, nó phải nói là phải tuyệt vời luôn á. Tôi tuyên bố Timmy là người thắng cuộc. Ý, Timmy thắng ai kìa? Cái gì? Giám khảo gian lận, tố cáo báo cảnh sát, giám khảo gian lận. Cái gì gian lận cái gì, ông nấu ăn dở thì bây giờ bạn tôi thắng rồi, ông còn đòi gì nữa, trời ơi. Nãy tôi thấy ông làm rớt miếng thịt dưới đất luôn á. Đúng không rồi. Thể tin được cái món nem phượng hoàng động đất của tao lại thua tôi bay được. Ngạo cái ngủ nói với cái nị nghe nè. Lần sau á không bao giờ có chuyện ngủ thua thêm một lần nào nữa đâu. Coi thừng á, nhớ cái mặt nè. Không thể tin được. Gì? Coi thừng á. China number one á. China number one. China number two nha. Thôi được rồi.
rồi. Nói nói chung là bọn mình thắng rồi, còi này thì chơi xấu hả? Dám bỏ đôi dép vô trong cái nồi súp của bọn tôi hả? À. Trời thúi quá trời. Ai à, mà cảm ơn Phong nha. Nếu mà không có Phong chắc tôi thua rồi. Rồi, không sao cả. Trời ơi, tôi cũng rất là thích nấu ăn mà đó. Ok anh em, thì anh em thấy không? Trong cuộc sống này là không được gian lận, thấy không? Trời gì là gian lận cho nên là ông nó đã thua mình rồi. Ủa, đúng còn rồi. Còn cái nồi súp này sao? Giờ cho mít tôi giật ăn chứ sao. Cái nồi súp mà có cái đôi dép của cái ông người Tàu á, cái đầu đem gì trong vịt, trong vịt ông ăn, ông ăn ngon lành lắm. Không sao đâu. Ok ok, và cảm ơn anh em đã xem video này. Nếu mà anh em thích video này thì đừng quên like, share và subscribe ủng hộ cho kênh YouTube của mình, và cũng đừng quên qua kênh YouTube của các thành viên trong team Hero, chính là Timmy TV, Mr. Dịch và Camui TV, để subscribe ủng hộ cho các thành viên trong team Hero nha. Và những người bạn của mình nữa đó chính là mèo Simmy nè, Kairon TV nè và Sammy Đào nè. Ok bye bye, và hẹn gặp lại anh em ở những video sau. Bye bye, yêu anh em vãi nồi, tạm biệt.